đây, nó to. Rêu rồi này ha, tuổi ấy giờ mày lên thì rêu cái rêu mày cái preu đây này mũi cái preu đây tên rốt đi nè. Thế nào vô nó vậy con nào. Cú sao. Thì bạn là con lăng rồi đấy. Đã thoát. Đó thôi. Cánh bên này lưu, ai cái lông lưu. Cánh đây thế nào lo thế? Tên chạm. Ủa, to thế. Ủa, cái gì? Cái này, teo. Lời tay lưu, lời tay lưu lưng cưng đấy. Đánh nó mộc buông cao nà cậu cho lâu rồi vậy buông tay cho lâu nó tất chưa đền nó tất chưa hết cho nó chưa đền nó không đọc nha đặt lên tao đi đây nha anh kì nó mùi nha. Hôm nay các bạn tên chạp về tiền chạm này đã bị chơi rồi chạp anh tên chạp rồi chạp tục như thế không ạ.
Màu nghe cho anh thấy anh đèn phần này anh rụng buồn lắm rồi anh chị đèn đây này, 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 nó chơi đa ta để đa khác mà ta tết rồi kịp rồi tuổi rồi đi mà phân mà thường chai vậy chọn 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 cái nào 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 cái nó đây lên bài cho nó phải mưa mình đi thì cái gì vậy vậy tôi bài cho nó hú lên tay lên ra tay trột để nó phi tới nó tay chuột để ôi dài mình nó mình đưa vào đó mình đè nha mình đè đây là trộm rồi sao chứ đây sao để ăn sao lại khoanh chiu chiu rồi mình đi chưa lên nè đây rồi nó đi nè nó chuyển lên trải lên tiếp lên trải tít 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 trải không thì giờ tao không liền thì chả phải thầm thầm rồi đèn rồi tao không liền tao bị giam đây rồi đấy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.